Ngày 26 tháng 10, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, qua tổng hợp ý kiến của 29 doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp tập trung kiến nghị 4 nhóm nội dung gồm: kiến nghị lao động trở lại bình thường, công nhân tự túc di chuyển đến nơi làm việc của các doanh nghiệp, kiến nghị về việc di chuyển của lao động ngoài tỉnh, giấy phép lao động của chuyên gia nước ngoài, kiến nghị về y tế, kiến nghị về các vấn đề an ninh. Việc thực hiện giờ giới nghiêm từ 19 giờ đến 5 giờ sáng. Riêng tại cuộc họp, một số đại biểu cũng đã nêu lên những vấn đề liên quan đến việc khôi phục hoạt động sản xuất, những vấn đề cần tỉnh hỗ trợ để doanh nghiệp hoạt động, đáp ứng các đơn hàng cuối năm, vấn đề tuyển dụng lao động. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tỉnh mở hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải đảm bảo thận trọng và an toàn theo 3 phương án đã đề ra. Doanh nghiệp tự quyết định lựa chọn xây dựng phương án theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để đảm bảo quan điểm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, trên cơ sở đó, việc sử dụng lao động trước hết phải được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 hoặc F0 khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng và ở vùng cấp độ 1-2. Đối với người lao động ngoài tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết với doanh nghiệp sẽ làm việc với các địa phương với tinh thần sớm nhất để thông báo cho doanh nghiệp.